Rồi, em xin chào anh Quốc nha, em xin chào quý cô chú anh chị ạ. Thì em xin giới thiệu, em là nhà vườn Trần Thi, em ở Chợ Lách Bến Tre. Số điện thoại của em là 0338053191 và cái số này em cũng sử dụng bên Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình một số mặt hàng cây bonsai. Và là cái mã số đầu tiên của em là đây là một cây hoa giấy Mỹ. Hoa giấy Mỹ cây này thì màu nó là màu tím sen. Em ký hiệu là chữ 31H. Đây, đó. Đây là một hoa giấy Mỹ nha. Rồi, em đo kích thước luôn. Em ký hiệu theo thứ tự chữ cái nha quý cô chú anh chị. Tổng hoành ngay đây em đo được là 61. Hoành cổ ngay đây em đo được là 24. Chiều cao cây này là 46 và tán ngang cây này là 47. Mã số 31H cây này em giao lưu giá là 1.500.000. Em bao ship luôn hoa giấy Mỹ nha quý cô chú anh chị. Đó. Cây này rễ nó bệ nè, khá to luôn. Mã số 31H em giao lưu giá là 1.500.000. Em bao ship luôn ạ. Cái cây này thì hoa nó là màu tím sen. Rồi em qua mã số 31 nha, tiếp tục em lên mã số 32. Mã số 32 đây và cũng đây cũng là một cây hoa giấy Mỹ luôn. Cây này nó quái lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 32H. Cây này nhìn đây, rất là quái luôn nha. Rồi em đo kích thước luôn nha. Em đo tổng hoành dưới đây đi ha. Tổng hoành dưới đây em đo được là 68. Tổng hoành 68. Cái hoành cũ ngay chỗ thước dây em đo được là 56. Chiều cao cây này là 58 luôn. Và cái tán ngang cây này là 59. Mã số 32H. Cây này em giao lưu giá 1.900.000. Em bao ship, bao chậu luôn. Đây là hoa giấy Mỹ. Cái này là màu tím sen. Mã số 32H em giao lưu giá 1.900.000. Em bao ship, bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này nó rất là già mà nó quái lắm luôn nha. Đó. Đó. Rồi em qua mã số 32 nha. Tiếp tục em lên mã số 33. Đây. 33H. Cái này là hoa giấy Mỹ luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Tổng hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 51. Hoành cổ ngay chỗ này em đo được là 21. Chiều cao cây này là 35. Và tán ngang là 34. Mã số cây này 33H em giao lưu giá 700.000. Em bao ship luôn. Đây cũng là hoa giấy Mỹ, màu nó cũng là màu tím sen luôn ạ. Mã số cây này là 33H em giao lưu giá 700.000. Em bao ship luôn nha. Rồi em qua mã số 33, tiếp tục em lên mã số 34. Mã số 34 đây là một cái cây cần thăn. Cây cần thăn quái, em ghép cần thăn đọt hồng ạ. Cây già cây lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Em đo kích thước luôn nha. Tổng hoành ngay đây em đo được là 60. Tổng hoành 60. Hoành cũ ngay chỗ thước dây ngay đây em đo được là 37. Cái hoành cổ ngay đây em đo được là 28. Chiều cao cây này là 50. Tán ngang cây này là 46. Mã số cây này là 34H. Em giao lưu giá 2.200.000. Em bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là một cây cần thăn, em ghép cần thăn đọt hồng nha. Mã số 34H em giao lưu giá 2.200.000 ạ. Cây rất là già cây luôn nha. Đó. Rồi em qua mã số 34, tiếp tục em lên mã số 35. Nó mất tiêu rồi ta, điện thoại em. Tú nó có điện không mà. Mã số 35H, đây là cũng là một cây cần thăn, em ghép cần thăn đọt hồng luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi em đo kích thước luôn ha. Hoành cũ ngay chỗ này em đo được là 39 nha. Hoành cổ ngay đây em đo được là 23. Chiều cao cây này là 40. Và tán ngang cây này là 38. Mã số 35H cây này em giao lưu giá 800.000. Em bao ship luôn.
Đây là cây cần thăng, em ghép cần thăng đọt hồng nha. Cây này nó to mà nó già lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Dòng cần thăng bên vườn em là cây rất là già luôn nha. Mã số 35H em giao lưu giá 800 ngàn, em bao ship nha. Rồi em qua mã số 35. Tiếp tục em lên mã số 36. 36H. Đây. Đó. Đây là một cây cần thăng nha quý cô chú anh chị, cây cần thăng quái nha. Mã số 36H nha. Rồi em đo kích thước luôn ạ. Tổng hoành bệ ngay đây em đo được là 85. Hoành bệ em đo được 85 nha. Cái hoành cổ ngay đây em đo được là 14 nha. Chiều cao cây này 49. Tán ngang cây này 58. Coi ai gọi tiếng nghe bút vậy đi. Mã số 36H. Em giao lưu giá là 1.800.000. Em bao ship bao chậu luôn. 36H nha quý của chú anh chị. Đây. Đây là một cây cần thăng nha. Cây này nó liền nhau nè. Nhìn nó rất là quái luôn nha. Mã số 36H. Em giao lưu giá là 1.800.000. Em bao ship bao chậu luôn. Rồi. Em qua mã số 36 nha. Tiếp tục em lên mã số 37. 37. 37 đâu em? 39. 38. 37 đâu? Đây, 37 đây là một cái cần thăng. Cần thăng cây này dán đổ nha, mã số 37H nha. Rồi, em đo kích thước luôn nha. Cái hoành cũ ngay chỗ thước dây em đo được là ngay đây. Nó dướng cái chậu. Rồi, được rồi. Hoành cũ ngay đây em đo được là 32. Chút nữa đo luôn cái chậu rồi. Chiều cao cây này là 20. Cái tán đổ em đo được là 44. Rồi mã số cây này là 37H. Em giao lưu giá là 1.500.000. Em bao ship bao chậu luôn. Đây là dòng cần thăng dán đổ. Mã số 37H em giao lưu giá 1.500.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Rất là già cây luôn nha. Rồi em qua mã số 37 nha. Tiếp tục em lên mã số 38. Cũng là dòng cần thăng luôn. Cây này già lắm luôn nè. Cái hàng này em nuôi cắt giật cốt cành cho nên nhìn cây nó lực mà nó già nữa. Mã số 38H. Rồi em đo kích thước luôn nha. Tổng hoành dưới đây em đo được là 64 nha. Tổng hoành 64. Hoành cũ ngay đây em đo được là 38. Chiều cao cây này em đo được là 49. Tán ngang cây này là 65. Mã số 38H, cây này em giao lưu giá là 2.400.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cần thăng, cây này rất là già luôn nha. Mã số 38H nha, em giao lưu giá là 2.400.000. Em bao ship bao chậu luôn. Cây này tán rất là mịn luôn. Đây là một cây cần thăng nha quý cô chú anh chị. Rồi em qua mã số 38 nha. Tiếp tục em lên mã số 39. Đây, mã số 39H nha. Đây là một cây sâm hương. Cây này cây đường thân nó co. Lắc nhẹ. Nhìn nó rất là duyên luôn nha. Rồi em đo kích thước luôn ạ. Tổng hoành ngay đây em đo được là 57 nè. Tổng hoành 57. Hoành cổ ngay đây em đo được là 18. Chiều cao cây này là 42. Và tán ngang cây này là 68. Mã số 39H cây này em giao lưu giá là 1.500.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là một cây sâm hương nha. Cây này đường thân nhìn rất là duyên luôn nha. Nó co luyện lên luôn. Đó. Mã số 39H nha. Em giao lưu giá 1.500.000. Em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 39 nha. Tiếp tục em lên mã số 40. 40H rồi. Cây này cũng là một cây sâm hương luôn. Đó. Mã số 40H. Đây. Cũng là một cây sâm hương luôn nha. Rồi em đo kích thước luôn ạ. Tổng hoành dưới đây em đo được là 46. Hoành cổ ngay đây em đo được là 20.
Chiều cao cây này là 52 và tán ngang là 47. Mã số 40H, cây này em giao lưu giá là 1.500.000. Em bao ship bao chậu luôn. Đây là sâm hương nha quý cô chú anh chị. Mã số 40H. Em giao lưu giá 1.500.000, em bao ship bao chậu luôn. Cây này đường thân nhìn rất là duyên luôn nè. Mã số 40 nha. Rồi em qua mã số 40, tiếp tục em lên mã số 41. Đây là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Cây này già cây lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 40H nha. Rồi em đo kích thước luôn. Em đo hoành ngay đây đi. Hoành eo ngay đây là 20. Chiều cao cây này là 27. Và tán ngang là 52. Mã số 40H, 41 chứ. Cây này em giao lưu giá 1.500.000. Em bao ship bao chậu luôn. Mã số 41 nha quý cô chú anh chị. Em giao lưu giá 1.500.000 nha. Em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 41 nha. Tiếp tục em lên mã số 42. Mã số 42 đây là một cây mai chiếu hỷ kim giòn. Cây này nó rất là già luôn nè. To nữa. Mã số 42. Rồi em đo kích thước luôn nha. Tổng hoành bệ ngay đây em đo được là 73. Hoành bệ 73. Hoành thân ngay đây em đo được là 33. Chiều cao cây này là 36. Và tán ngang cây này là 42. Đây là một cây mai chiếu hỷ kim giòn nha quý cô chú anh chị. Mã số 42 cây này em giao lưu giá là 1.800.000. Em bao bao ship bao chậu luôn. Đó. Đây là mai chiếu hỷ kim giòn nha. Em giao lưu giá là 1.800.000, em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 42 nha. Tiếp tục em lên mã số 43. Đây là dòng mai chiếu hỷ luôn. Hàng này mình để bàn rất là tiện gọn luôn nè. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay chỗ thước dây em đo là được là 18, chiều cao là 22 và tán ngang là 34. Mã số 43. Cây mai chiếu hỷ này em giao lưu giá 1.400.000. Em bao ship bao chậu luôn. Cây này cốt cành khá là to luôn. Mã số 43. Em giao lưu giá 1.400.000 ạ. Em bao ship bao chậu luôn nha. Rồi em qua mã số 43. Tiếp tục em lên mã số 44. Cũng là dòng mai chiếu hỷ luôn. Cây này nhìn lùng lực lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 44H. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 18. Chiều cao là 14. Tán ngang là 32. Mã số 44H em giao lưu giá 1.300.000. Em bao ship bao chậu luôn. Cây này nhìn rất là lực luôn. Mã số 44H. Em giao lưu giá là 1.300.000. Em bao ship bao chậu luôn nha. Rồi em qua mã số 44. Tiếp tục em lên mã số 45. Cũng là dòng mai chiếu hỷ luôn. Đó. Rồi em đo kích thước luôn. Hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 16 nha. Chiều cao 18. Tán ngang là 32. Mã số 45. Cây này em giao lưu giá 1.300.000. Em bao ship bao chậu luôn. 1.300.000. Cốt cành khá to, tán rất là mịn luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 45H em giao lưu giá 1.300.000, em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 45. Tiếp tục em lên mã số 46. 46 đây là một đây là dòng linh sam song hinh lá rí nha quý cô chú anh chị. Cây này đường thân nhìn nó rất là duyên luôn. Già cây lắm luôn nha. Mã số 46H. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành thân ngay đây em đo được là 32. Chiều cao cây này là 49. Và cái tán ngang cây này là 82. Mã số 46H. Cây này em giao lưu giá 5.000.000 nha. Em bao ship bao chậu luôn. Mã số là 46. Em giao lưu giá 5.000.000 ạ. Đây là dòng linh sam song hinh lá rí nha quý cô chú anh chị. Cái hàng này em nuôi cắt giật cốt cành cho nên cốt cành nó to lắm luôn nha. Cây rất là già cây. Mã số 46 em giao lưu giá 5.000.000. Rồi em qua mã số 46 luôn nha.
Tiếp tục em lên mã số 47. 47H đây là một cây linh sam 86 nha. Đó. Rồi em đo kích thước luôn ạ. Hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 21. Chiều cao là 35. Và tán ngang cây này là 48. Mã số 47. Cây này em giao lưu giá là 900.000. Em bao ship bao chậu luôn. Mã số 47 em giao lưu giá 900.000, em bao ship bao chậu luôn. Đây là dòng linh sam 86 nha quý cô chú anh chị. Đây, tay em nắm chỉ được nhiêu đây thôi ha. Rồi em qua mã số 47 nha. Tiếp tục em lên mã số 48. Cũng là dòng linh sam 86 luôn. Cây này đường thân nhìn nó duyên lắm luôn nè. Mã số 48. Rồi. Này, đo cái thước đi ha. Hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 18. Chiều cao cây này là 35. Và tán cây này là tán là 47. Mã số cây này là 48H. Cây này em giao lưu giá 600.000. Em bao ship luôn. Đây là dòng linh sam 86 nha quý cô chú anh chị. Đó. Mã số 48. Cây này em giao lưu giá là 600.000. Em bao ship luôn ạ. Rồi em qua mã số 48 nha. Tiếp tục em lên mã số 49. 49 đây là một dòng linh sam siêu hoang. Cây này hàng này em trồng ống nha. Cho nên có cái bộ rễ nó dài. Em đo kích thước luôn ạ. Hoành ngay chỗ thước dây, hoành rễ ngay đây là 32. Hoành cổ ngay đây là 16. Chiều cao cây này 49. Và tán lá cây này 52. Đây là dòng linh sam siêu hoa. Mã số 49H. Cây này em giao lưu giá 1.400.000. Em bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này đường thân nè, nó co liền nhiều vòng luôn nè. Đó. Mã số 49H em giao lưu giá 1.400.000. Rồi em qua mã số 49 nha. Tiếp tục em lên mã số 50. 50 đây cũng là dòng linh sam siêu hoa luôn. Cái hàng này em cũng trồng ống nè. Có bộ rễ nè, cao dài luôn. Em đo cái thước luôn nha. Hoành rễ ngay đây em đo được là 36. Hoành cổ ngay đây em đo được là 20. Chiều cao cây này 54. Và tán ngang, tổng tán ngang em đo luôn hết luôn là 49 nha. Đây, mã số 50H. Cây này em giao lưu giá 1.300.000. Em bao ship luôn nha. Dòng linh sam siêu hoa cây này thì hiện tại là có hoa nở lác đác luôn nè. Em giao lưu giá 1.300.000, em bao ship luôn nha. Bộ rễ nó cao. Mã số 50. Rồi em qua mã số 50 nha. Tiếp tục. Em lên mã số 51. À, 51 thì gồm có một cặp siêu hoa. Đó. Một cặp siêu hoa. Đây, mã số 51H. Cái hàng này em trồng ống, bộ rễ nó cao nha quý cô chú anh chị. Rồi em đo cái thước nha. Bây giờ em đo cái này đi. Cái này hoành rễ ngay đây em đo được là 26 nè. Hoành cổ ngay đây. Hoành cổ ngay đây em đo được là 14 nè. Chiều cao là 65. Và cái tán lá là 39. Cặp 51H. Cặp này em giao lưu giá 1.200.000. Em bao ship luôn. Hôm nay cái hàng ở linh sam này em giảm giá nha quý cô chú anh chị. Giảm giá một mới linh sam siêu hoa nè. Cặp 51 này em giao lưu giá 1.200.000 nha. Em bao ship luôn. Rồi em qua nha, 53 nè. Rồi em qua cặp 51 nha. Lên cái na 53 đi. Mã số 53, đây là một linh sam siêu hoa luôn. Đó. 53H nha. Rồi em đo cái thước luôn. Hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 32 nha. Chiều cao cây này là 35. Và tán ngang cây này là 55. Mã số cây này là 53H. Cây này em giao lưu giá là 700.000.
Em bao ship luôn. Cây này đường thân nó co sắn nhiều vòng, nhìn nó rất là lạ luôn nha. Mã số 53, em giao lưu giá 700.000. Em bao ship luôn. Rồi em qua mã số 53 nha. Tiếp tục em lên mã số 54. À, 54 đây là một cái linh sam siêu hoa luôn. À, hôm nay cái hàng siêu hoa này em giảm giá nha quý cô chú anh chị. Rồi em đo kích thước luôn. Hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 21 nha. Chiều cao cây này là 36 và tán ngang cây này là 52. À, mã số 54. Đây là cái cây siêu hoa, em giao lưu giá 600.000. Em bao ship luôn. 54 em giao lưu giá 600.000, em bao ship luôn ạ. Rồi em qua mã số 54 nha. Tiếp tục em lên mã số 55. 55 thì cầm có hai cây, một cặp siêu hoa luôn. Này. Đây, một cặp siêu hoa. Mã số 55. Rồi mưa nó dăng nó lên cát luôn. Hoành ngay đây em đo được là 16 nha. Chiều cao cây này 37. À, tổng tán ngang cây này là 47. Đây. Một cặp siêu hoa. Mã số 55. Cặp này em giao lưu giá 500.000. Em bao ship luôn. Cặp siêu hoa mã số 55. À, em giao lưu giá 500.000. Em bao ship luôn nha. Đó. Rồi em qua mã số 55 nha. Tiếp tục em lên mã số 56. 56 cũng là một cặp siêu hoa luôn. Hôm nay hàng siêu hoa này em giảm giá nha quý cô chú anh chị. Đó. À, em đo kích thước luôn nha. Hoành thân ngay đây em đo được là 19. Chiều cao cây này là 31. Tán ngang cây này là 35. À, mã số cây này là 56H. Em giao lưu giá 600.000. Em bao ship luôn nha. Một cặp siêu hoa. Cây này em giao lưu giá 600.000, em bao ship luôn ạ. Mã số là 56H nha. Rồi em qua mã số 56 nha. Tiếp tục em lên mã số 57. Cũng là một cặp siêu hoa luôn. Đây, hôm nay siêu hoa này em sale giá luôn nè. Đó, mã số 57 gồm có một cặp luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Em đo cây này đi. Hoành ngay đây em đo được là 15. Chiều cao cây này là 44. À, tán lá cây này là 47. Một cặp siêu hoa. Mã số 57. Cặp này em giao lưu giá là 700.000. Em bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. À, cặp này em giao lưu giá 700.000. Em bao ship luôn. Mã số 57 ạ. Rồi em qua mã số 57 nha. Tiếp tục em lên mã số 58. Cũng là một cặp siêu hoa luôn. Đó. Đây. À, mã số 58 cũng là một cặp siêu hoa luôn ạ. Cây này thì đường thân nó co lắc nha, nhìn nó rất là duyên luôn nè. Rồi em đo kích thước nha. Đo cây này đi. À, hoành là 16. Chiều cao cây này là 49. Và tán lá cây này là 39. À, rồi một cặp siêu hoa. Cặp này mã số 58 em giao lưu giá 700. Em bao ship luôn. À, cặp này em giao lưu giá 700.000, em bao ship luôn. Đây là một cặp siêu hoa. Mã số 58H, em giao lưu giá 700.000. Rồi em qua cặp mã số 58 nha, tiếp tục em lên mã số 59. Đây. Mã số 59 thì gồm có 3 cây nguyệt quế nha quý cô chú anh chị. 3 cây nguyệt quế. Rồi, em đo kích thước luôn nha. Em đo cây này đi. Hoành thân cây này em đo được là 12 cm. Chiều cao là 25. À, và tán ngang là 35. Đây. Mã số cây này là 59H. Gồm có 3 cây nguyệt quế, em giao lưu giá là 700.000, em bao ship luôn. 3 cây nguyệt quế này em giao lưu 700.000, em bao ship luôn nha. Mã số 59. Rồi em qua mã số 59 nha. À, tiếp tục em lên mã số 60. Mã số 60 thì cũng gồm có 3 cây nguyệt quế luôn. À, 3 cây này có chậu hết luôn. Rồi em đo kích thước luôn.
Hoành cũ cây này em đo được là 16 nha. Chiều cao cây này là 29. À, tán cây này là 25. Rồi mã số 60. À, gồm có 3 cây nguyệt quế. À, mã số này em giao lưu giá 700 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn nha. 3 cây nguyệt quế này 700 ngàn em bao ship bao chậu luôn. À, cái này đều có chậu hết. Mã số 60. Rồi em qua nha. Mã số 60 nha. Tiếp tục em lên mã số 61. Mã số 61 thì gồm có 3 cây siêu hoa. Ba cây này em đây, mã số 61 luôn. Và cái mã này cũng là cuối clip của em luôn rồi nha quý cô chú anh chị. Mã số 61H. À, gồm có 3 cây siêu hoa. Đó. Rồi em đo kích thước luôn nha. À, hoành ngay chỗ thước dây ngay đây em đo được là 19 nha. Chiều cao cây này là 22. À, và tán lá cây này là 39. Mã số 61. 3 cây siêu hoa này em giao lưu giá là 700 ngàn. Em bao ship luôn. Và cái này cũng là cuối clip em luôn rồi. À, em cảm ơn quý cô chú anh chị đã vào xem ha. À, số điện thoại liên hệ của em là 0338053191 nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin chào ạ. Em cảm ơn rất là nhiều ạ.